phòng ngừa rủi ro trong việc kinh doanh khi bạn thuê mướn mặt bằng, bạn nên nhớ như vậy này: cái chi phí cho việc thuê mặt bằng trong kinh doanh quán nước và quán ăn nó chiếm một tỷ trọng rất là lớn trong cái chi phí của mình. Nên nếu mà mặt bằng của bạn mà nó không hiệu quả hoặc là nó ảnh hưởng do những cái điều kiện bất khả kháng là nó làm cái việc kinh doanh của bạn gần như là đi tong hết, thậm chí thua lỗ rất là nhiều. Chính vì yếu tố đó mình chia sẻ những cái điều sau. Điều thứ nhất, trước khi mà đi mướn mặt bằng bạn cần phải tham khảo thông tin quy hoạch của nhà nước khu vực đó. Sắp tới có làm đường không, sắp tới có xây lô cốt không, sắp tới có đào mất dưới đường lên để làm nước đồ gì không. Và nếu mà nó kéo dài vài tháng rất là nguy hiểm. Hoặc là bạn tham khảo thông tin của người dân sống cái khu vực gần mặt bằng đó, họ nắm được thông tin. Hoặc là thông tin của những người môi giới bất động sản ở khu vực đó. Trường hợp thứ hai là bạn cần phải ghi trong hợp đồng có một cái điều khoản gọi là trong điều kiện bất khả kháng xảy ra, ví dụ như ngập lụt này, bị đào đường lô cốt này, bị dịch bệnh này, thì trong vòng 7 ngày bạn phải thông báo cho chủ nhà biết liền. Bởi vì những cái này nó xảy ra đâu nằm trong quyền sở của các bạn, nên là hai người cùng thỏa thuận và giải quyết cái vấn đề. Trường hợp thứ ba, nếu những điều kiện đó nó xảy ra mà nó dẫn đến mặt bằng bị hư hại nghiêm trọng thì do trong hợp đồng đã ghi rồi, nên là hai bên phải ngồi xuống bàn bạc, chứ còn không có chủ nhà nó bắt bạn bồi thường đó. Trường hợp thứ tư là cần phải bổ sung trong hợp đồng rằng là nếu điều kiện bất khả kháng nó xảy ra kéo dài hơn 2 tháng thì bạn được quyền chấm dứt hợp đồng mà không phải bồi thường một cái gì hết. Ok, lưu ý những điều sau và xem những video trước để nắm rõ hơn thông tin.